Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Thanh Mai Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 Tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Qua đêm với chồng khờ của tác giả Hoa Hoa Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ một tháng sau ba sau một tháng quan sát đảm bảo là cô sẽ không bỏ theo người cũ bà chủ đã làm thủ tục rút đơn kiện ba của cô con gái may quá ba còn tưởng là ba sẽ không còn cơ hội được ôm hai đứa thêm lần nào nữa rồi đấy chứ chị nhã an khung cảnh một nhà ba người nhanh chóng bị phá vỡ bởi một tiếng gọi non nớt của người đàn ông giám giám đốc Ba của cô giật thót tim khi nhìn thấy vị giám đốc đã biến mất từ sau tai nạn. Nay lại đích thân đến đón mình. Giám đốc có nghĩa là gì thế ạ? À? Hả? Không có gì đâu An Vũ. Nhà An, từ lúc nào mà con với giám đốc trông có vẻ thân thiết thế hả? Chuyện này dài lắm, lát nữa về nhà con sẽ kể cho ba nghe ạ. À? Biết rõ chuyện này con muốn giấu cũng chẳng giấu được. Vậy nên cô định sau khi về nhà sẽ kể cho ba nghe đầu đuôi sự việc vẫn một chiếc xe sang chạy đến đỗ trước mặt mọi người Bác trai Sao lại là cháu? Người bước xuống xe là Nghĩa Mới có mấy tháng thôi Mà bên ngoài có quá nhiều chuyện thay đổi chóng mặt Khiến ba của cô hoang mang tột độ Mới có mấy tháng không gặp thôi mà Sao cháu lên đời nhanh thế? Dạ những thứ này đều là của ba ruột của cháu Cháu vì muốn giúp nhà An nên đã đến tìm ông ấy Chỉ tiếc là muộn mất rồi Cháu nói vậy là sao Úi nhà An chưa nói gì cho bác biết hết sao Cô ấy vì để cứu bác ra ngoài Mà đã hy sinh thân mình Lấy chàng trai ngốc kia đấy Vừa nói nghĩa vừa chỉ tay về phía An Vũ Nhà An Chuyện này là thật sao con Vâng ạ à. Nhà An cúi gằm mặt Tự dưng bị người khác phơi bày mọi chuyện Một cách đột ngột như vậy Trong nhất thời cổ họng cô Như bị ai đó bóp nghẹn lại Không thể đưa ra lời giải thích nào hết cái con nhỏ này con điên rời xa Bà chẳng thả chết mọt gông ở trong tù Còn hơn là phải trơ mắt nhìn cả tương lai của con Bị hủy hoại thế này Không hủy hoại Không hủy hoại Cuộc sống hiện tại của con đang rất tốt Cô vừa nói vừa nắm chặt tay An Vũ Người đang bị dọa sợ Khi ba của cô nổi trận lôi đình Nhà An à Em đừng lừa mình dối người nữa Người thế này có thể khiến em hạnh phúc được sao Nhà An anh đã không còn là thằng Nghĩa lúc xưa nữa Bây giờ chỉ cần em nói một tiếng Anh hoàn toàn có thể giúp em Thoát ra khỏi cuộc hôn nhân cưỡng ép này Vừa nói Nghĩa vừa vươn tay ra Muốn nắm lấy tay cô Nhưng cô đã lùi về sau Xin mọi người đấy Đừng cố gắn ghép hai chữ đáng thương Lên người em nữa Đúng là em bị dồn vào đường cùng Nên mới phải kết hôn với anh ấy thật Nhưng từ ngày kết hôn đến giờ Chưa bao giờ em phải rơi một giọt nước mắt nào hết Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Thôi được rồi, Nhã An, anh tin những gì em nói đều là thật. Nhưng Nhã An à, em đừng bao giờ quên anh nhé. Điện thoại của anh luôn mở 24 trên 24 vì em. Cần giúp gì thì cứ gọi cho anh nhé. Biết rõ mình không thể nào thuyết phục được cô, nên Nghĩa chỉ đành gập ngùi từ bỏ, chờ đợi ngày cô hồi tâm chuyển ý. Mọi người ơi, có gì thì để về nhà rồi hãng nói đi trời sắp chuyển mưa rồi kia kìa. À ừ. May nhờ có sự nhanh trí của Nhã Đình nên mọi chuyện mới có thể dừng tại đây. Bác trai, Nhã An, Nhã Đình, còn có cậu An Vũ nữa, mọi người lên xe đi, tôi sẽ đưa mọi người về. Không cần đâu, gia đình bên vợ của em trai tôi đã có tôi lo rồi, không phiền đến người ngoài như cậu đâu. Phó, phó chủ tịch. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên khi cửa kính của xe bên cạnh được hạ xuống không ngờ người bận trăm công nghìn việc như an vĩ lại chịu bỏ thời gian đến đây đón người đã gây ra tổn thất lớn cho công ty của gia đình anh đừng gọi tôi là phó chủ tịch nữa ông đã không còn là nhân viên của công ty nữa rồi dạ vâng bà cô cúi đầu vì cảm thấy hổ thẹn trước những tổn thất mà mình đã gây ra cho công ty mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì mau lên xe Dạ vâng, vâng. Chỉ một tiếng của anh, cả nhà từ lớn đến bé đều sợ hãi vội vàng lao lên xe ngay. Vì sợ anh nên đương nhiên ai cũng chọn ngồi ở ghế sau. Trừ lại ghế ngồi bên cạnh anh cho nhã đình. Nhóc con, không phải nhóc lo sợ trời sắp mưa sao? Sao không lên xe đi? Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa hả? Tôi... Tôi sẽ đi về cùng với anh Nghĩa. Đúng là nhã đỉnh cô không sợ trời, không sợ đất thật. Nhưng mà ở đời ai chẳng có ngoại lệ chứ Và anh ta chính là ngoại lệ của cô Người đàn ông ngang tàng luôn áp đảo khí thế của cô Để đảm bảo an toàn cho mình Trong ba sáu kế chạy là thượng sách Nhóc con An Vĩ gàn giọng nhíu mày nhìn cô Hành động của anh khiến những người khác Ai thấy đều không rét mà run Các con bé này Đừng có mà suốt ngày không hiểu chuyện như thế Mau lên xe đi Đừng để phụ lòng tốt của phó chủ tịch Phải, phải đó mọi người cùng hùa theo ép cô lên xe lên thì lên bất đắc sĩ nhã đình phải leo lên xe ngồi cùng gã đàn ông mà mình ghét cay ghét đắng chiếc xe lăn bánh chẳng ai quan tâm đến sắc mặt khó coi của nghĩa khi bị mọi người bỏ lại cảm ơn phó chủ tịch nhiều lắm ạ à. phó chủ tịch ở lại cùng nhà tôi dùng một bữa cơm nhé cảm ơn lời mời của ông nhưng bây giờ tôi còn phải quay lại công ty làm việc nữa nhưng mà ba Thấy bà có ý định giữ anh ta lại Nhã Đình vội vàng lao ra kéo ba đi Bà Người ta đã muốn đi ba còn giữ làm gì Chú ấy mà ở lại đây Thì ai có thể ăn cơm ngon được cơ chứ Nhã Đình nói chuyện rất nhỏ Gần như là lý nhí trong miệng Nhưng An Vĩ vẫn nghe ra Ngay lập tức quay đầu lại Tôi đổi ý rồi Tôi sẽ ở lại dùng bữa Rồi sau đó đưa em trai tôi về nhà luôn Vừa nói An Vĩ vừa cười gần nhìn Nhã Đình Chú, không được. Nhã Đình trợn trừng mắt nhìn anh. Chú Minh, con gái chú muốn đuổi tôi đi kìa. Nhã Đình, con gái tôi nó còn nhỏ không hiểu chuyện. Nếu nó có làm gì sai thì mong cậu chủ rộng lòng bỏ qua cho con bé ạ. À. Được đón tiếp phó chủ tịch chính là Vinh Hạnh của nhà chúng tôi. Nói đến đây khóe môi của ông có hơi giật giật. Ông mới đi tù có mấy tháng thôi mà khi về ông có cảm tưởng như đã chục năm trôi qua rồi vậy có quá nhiều chuyện xảy ra khiến ông không thể nào theo kịp được. Nào là con gái lớn của ông đã lấy con trai thứ hai của bà chủ. Rồi đến nghĩa thằng oát con thường ngày ông không muốn con gái mình tiếp xúc. Nay lại một bước lên mây trở thành người vô cùng giàu có. Rồi bây giờ lại đến con gái nhỏ của ông. Từ lúc còn ở trên xe đến khi về nhà, ông vẫn luôn có cảm giác con gái nhỏ của ông và phó chủ tịch có gì đó không được bình thường. Ừ, đứa con gái nhỏ này của ông đúng thật là không hiểu chuyện gì hết cần phải dạy bảo lại rất nhiều đấy anh vừa nói vừa tiến tới gõ nhẹ vào trán của cô chú nhã đình không được vô lễ phó chủ tịch yên tâm tôi sẽ dạy lại con bé ạ à. ba của cô chừng mắt nhìn cô cảnh cáo cô không được đôi co với phó chủ tịch nữa đợi đến khi anh đã đi xa rồi ba mới ghé sát vào tay nhã đình thỏ thẻ nhã đình con đã lớn đến từng này rồi Mà sao vẫn còn dại thế hả Phó chủ tịch là người đáng sợ thế nào Không lẽ con không nhận ra sao Con đó đừng có mà đắc tội với người ta nữa Không thì coi chừng một ngày nào đó Con sẽ biến mất khỏi thế giới này Không một chút dấu vết luôn đấy Vâng con biết rồi Không muốn tôi co với ba nữa Nên cô đã gật đầu đại cho qua chuyện Ba làm như là cô muốn gây sự với tên chú già đó lắm không bằng. Tất cả là do chuối hết Là do chú ấy cứ năm lần bảy lượt chọc tức cô Khiến cô không thể không phản kích Trong đần độn thế mà Có vẻ học cũng giỏi phết nhỉ Nhìn bức tường treo đầy giấy khen của Nhã Đình An Vĩ không khỏi bất ngờ cảm thán vài câu Nếu không nói được lời nào tốt đẹp Thì chú đừng nói nữa được không Nhã Đình trừng mắt nhìn anh Nếu không vì ba của cô vẫn còn đang ở đây Thì chắc là cô đã cãi nhau ầm nhà với anh ta rồi đã có dự định gì cho tương lai chưa Có chứ Nhưng sẽ không nói cho chú biết đâu Chẳng muốn tranh cãi với An Vĩ nữa Ngay sau khi trả lời xong Nhã Đình liền bỏ xuống bếp Phụ giúp chị hai chuẩn bị cơm trưa Cơm ngon ngon Chị nhà ăn Có món chị thích nữa này Vừa nói An Vũ vừa gắp một miếng thịt Bỏ vào bát của cô Cảm ơn An Vũ nhiều nhé Ừ ăn cơm ăn cơm An Vũ như ma đói làm loạn cả bàn cơm nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám của trách cậu ta lấy nửa lời ngoài vì lo sợ địa vị của cậu ta ra thì còn là bởi vì ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu ta đối xử với nhà An tốt đến nhường nào tên ngốc đó luôn sẵn lòng nhường những thứ mà cậu ta cho là tốt nhất cho nhà An An Vĩ ngồi gần đó lặng lẽ quan sát mọi chuyện khóe môi của anh ta khẽ nhếch lên nhà An Nhờ cô mà em trai tôi đã thay đổi nhiều quá, cô giỏi thật đấy." Vừa nói An Vĩ vừa dịu dàng xoa đầu cho em trai. "An Vũ, anh hai cũng muốn ăn thịt. Anh hai muốn ăn thịt tự gấp đi, trên bàn còn nhiều lắm nè." Thằng nhóc này sao lại phân biệt đối xử thế hả? Nhã An chẳng nói câu nào, em vẫn gấp thịt cho cô ấy. "Còn anh đã nói thế rồi mà, sao em vũ phản thế hả?" Tại vì anh hai với chị Nhã An khác nhau mà. Mẹ nói là Chị nhà An là vợ của An Vũ An Vũ là chồng phải chăm sóc vợ đàng hoàng Tử tế Có gì ngon cũng phải chia cho vợ nữa Không thôi vợ sẽ giận bỏ đi mất An Vũ không muốn chị nhà An Bỏ đi đâu An Vũ muốn ở bên chị nhà An Đến hết đời cơ Câu nói ngây thơ của cậu Khiến mọi người không nhịn được mà phì cười Cuối cùng thì ba đã có thể yên tâm tin tưởng những lời mà con gái lớn nói là thật. Đúng thật, khi ở bên cạnh an vũ ngoài việc không có tình yêu xa thì con gái ông không phải chịu bất cứ ủy khuất nào hết nhờ có bữa ăn này mà những nỗi lo về đứa con gái lớn trong lòng ông đã được hóa giải nhưng mà bây giờ ông còn một nỗi lo lớn hơn đó chính là đứa con gái nhỏ của ông cùng với phó chủ tịch chẳng ngon gì cả đúng rồi những đồ ăn rẻ tiền nhà tôi làm sao có thể hợp khẩu vị của phó chủ tịch đây được cơ chứ chứ không ăn được thì đừng ép bản thân mình nữa để đó tôi ăn cho nhìn đứa con gái nhỏ của mình ông khẽ thở dài đầy bất lực vội nhéo nhẹ chân của cô nhắc nhở cô bớt miệng lại một chút con gái ông không sợ cậu ấy nhưng ông thì rất sợ đấy lỡ chẳng may con gái ông làm gì vượt quá giới hạn của phó chủ tịch khiến cậu ta điên lên thì có là thần tiên tái thế cũng chẳng thể cứu con gái của ông được phó chủ tịch con gái tôi Yên tâm đi, tôi là người lớn sẽ không chấp trả con đâu. Chẳng cần ông nói hết câu, anh cũng biết là ông định nói gì, nên đã lên tiếng trấn an trước. Nói thật, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Không hiểu sao mỗi lần gặp nhóc con này là anh lại ngứa miệng không nhịn được mà muốn trêu chọc cô, muốn đấu khẩu cùng với cô. Đây là một cách khiến anh giải tỏa áp lực vô cùng hiệu quả. Ăn vũ ăn no rồi chứ? Vậy thôi, anh đưa em về. Dạ chẳng ai hay biết hôm đó An Vĩ đã phải rời chuyến bay đi công tác lại chỉ để ở lại dùng bữa cùng với gia đình vợ của em trai tại biệt thự chị nhà An An Vũ muốn đi chơi mình ra ngoài đi chơi đi mà mấy ngày nay nhà An bị cảm nên không đưa An Vũ ra ngoài đi chơi được quanh quẩn trong nhà suốt mấy ngày nay nay An Vũ chán trường la lối om sòm đòi ra ngoài cho bằng được thôi được rồi An Vũ đi thay đổi đi Rồi chị dẫn An Vũ đi chơi Dạ An Vũ mừng húm khi đã đạt được mục đích của mình Cô dẫn An Vũ ra ngoài đi dạo Vẫn địa điểm cũ là khu vui chơi Trong các trung tâm thương mại Đây là trung tâm thương mại của nhà cậu Nên chẳng ai dám bàn sát tán vào Khi nhìn thấy người đàn ông đã gần 30 Nhưng tâm hồn vẫn như đứa trẻ lên ba An Vũ à chơi thế đủ rồi Về nhà thôi nào dạ điều duy nhất mà an vũ khác với những đứa trẻ khác là cậu khá ngoan đang chơi vui mà cô gọi về cậu vẫn ngoan ngoãn đi về liền chứ không hề khóc lóc mẻ nheo wow đẹp quá lúc đi ngang qua một cửa hiệu trong trung tâm mua sắm bước chân của cô dừng lại tròn xoay mắt nhìn chiếc vòng cổ lấp lánh được trưng bày trong tủ kính chị nhã an chị thích sợi dây chuyền này sao để An Vũ mua cho chị nhé. An Vũ có biết sợi dây chuyền này có giá bao nhiêu không? Mà đòi mua cho chị. Sợi dây chuyền này mắc lắm. Chúng ta chỉ có thể ngắm được thôi. Chứ không đủ tiền mua đâu. Tiền? Anh hai từng khoe với An Vũ là anh hai có nhiều tiền lắm đó. Đủ mua được tất cả mọi thứ trên đời này luôn. Để An Vũ kêu anh hai mua cho chị nhé. Nói rồi chẳng để cô kịp phản ứng. Cậu đã kéo cô vào trong cửa hàng ngay. Xin kính chào quý khách ạ à. Quý khách muốn xem mẫu nào ạ à? Tôi muốn xem chiếc vòng cổ kia Tôi muốn lấy cái kia Cũng đúng vào lúc này Một giọng nói lạnh lót vang lên cùng một lúc với cô Cả hai người cùng chỉ tay về một chiếc vòng cổ Nhã An sao cô lại ở đây Trùng hợp thế nào mà người kia còn là người quen của cô Nghe nói ba của cậu đã bị cảnh sát bắt rồi mà Sao bây giờ cậu vẫn còn có thể lờn vờn ở khu này được thế Chắc không phải là cậu đang làm sugar baby của một lão già nào đó đấy chứ? Từ cách nói chuyện của cô ta, có thể thấy rất rõ hai người họ có mối quan hệ không hề tốt đẹp. Thiên Mỹ, lâu rồi không gặp, cậu vẫn không thay đổi chút nào hết nhỉ, vẫn cứ thích hất nước bẩn lên người khác một cách vô căn cứ. Thiên Mỹ là bạn học cấp 3 của cô, năm đó hai người lúc nào cũng bị mọi người đem ra so kè với nhau, xem là ai mới thực sự là hoa khôi toàn năng của trường cô không hề để tâm đến những vấn đề không đâu đó. Nhưng còn Thiên Mỹ thì lại rất để ý. Để có thể đánh bại cô, cô ta đã dở không ít thủ đoạn, khiến cuộc sống cấp 3 của cô hết sức khổ sở. Lúc nào cũng sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, đề phòng với mọi thứ xung quanh. Những tưởng sau 3 năm cấp 3, hai người sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thật không ngờ trái đất này tròn thật, hai người lại gặp nhau ở đây và cùng nhìn chúng một món đồ món trang sức này đắt lắm đấy cô nhắm cô có mua nổi không mà bè đặt đòi xem thử thế nhìn một lượt từ đầu tới chân không thấy trên người cô có món đồ đắt giá nào hết thiền mỹ cười khẩy xem thường cô ra mặt nếu tôi mua được thì cô tính gì với tôi cô hiền chứ không lành tính đến mức ai muốn leo lên đầu lên cổ cô ngồi cũng được nhất là với kẻ năm lần bảy lượt gây hại cho cô thì cô càng không thể nhượng bộ được với tiền lương của ba cô và tên bạn trai nghèo nàn của cô thì cả đời này cô còn chẳng thể đụng vào mặt dây chuyền được chứ đừng nói gì đến toàn bộ sợi dây chuyền sao hả có phải tôi nói đúng rồi không cô đang cặp với đại gia phải không ừ tôi đang cặp với đại gia đấy thì sao nào chịu thừa nhận rồi sao nhã an ơi là nhã an tưởng cô thanh cao thế nào hóa ra cô cũng chỉ là kẻ mua vui cho đàn ông mà thôi cô ta nâng cầm cô lên vỗ nhẹ má cô vài cái người xấu mau bỏ tay ra khỏi người chị nhã an ngay thấy ả à ta bắt nạt nhã an an vũ liền không ngại nguy hiểm xông tới đẩy ả à ta ra ngay tên ngốc này ở đâu ra đây chát bị an vũ xô cho suýt thị ngã ra đất ả à ta tức giận liền vung tay tát anh một cái thật mạnh mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng nên cô chẳng kịp cản lại an vũ có đau lắm không nhìn năm ngón tay in hằn trên mặt cậu cô đau lòng không thôi cô không nhẫn nhịn nữa quay lại vung tay trả lại cho ả à ta một bàn tay nhã an con con khốn này mày chán sống rồi à ừ tôi chán sống rồi đấy thiền mỹ cô có thù oán gì thì cứ nhắm vào tôi đây không cho phép cô đụng vào cậu ấy ái chà, mày bảo vệ tên ngốc này quá nhỉ không sợ vị đại gia bao nuôi mày biết được chuyện mày ở bên ngoài nuôi một tên ngốc sao? Không sợ. Mày có giỏi thì đi tìm người đó báo cáo chuyện này đi. Nhã An, mày đừng có mà thách thức tao. Tao thích thách thức mày đấy. Mày có giỏi thì làm đi. Được. Nhã An, mày cứ chờ đó. À ta chỉ tay vào mặt cô cảnh cáo. Cô bĩu môi cười khẩy. Tỏ vẻ sẽ chống mắt xem à ta sẽ làm được gì tiếp theo. Nhã An, Mày cứ ở đây mà đắc ý đi. Tao xin thề, tao sẽ không để mày đắc ý được lâu đâu. Tuần sau lớp mình họp lớp, mày có gan thì đến đó đi. À ta cố chấp, gào lên khiêu khích cô. Được thôi, tôi nhất định sẽ đến. Ai mà thèm sợ cô chứ? Nhã An khẳng khái nhận lời mời của cô ta ngay. Tại biệt thự, hai người mới đi đâu về đó? Anh... anh An Vĩ? Nhã An giật thót tim khi vừa mới đặt chân về nhà đã nghe thấy giọng nói khàn đặc của An Vĩ, cô quay sang nhìn thì thấy An Vĩ đang ngồi trên ghế sofa rồi. Sớm không về, muộn không về, sao anh ấy lại về ngay lúc này vậy chứ? Em, em mới dẫn An Vũ ra trung tâm thương mại chơi ạ." À? Vừa nói cô vừa đứng ra trước che chắn trước người An Vũ, nếu để An Vĩ nhìn thấy vết thương trên mặt An Vũ thì cô chết chắc rồi. "An Vũ, mau cúi người xuống đi." Vâng. An Vũ dù không hiểu gì, nhưng vẫn tích cực phối hợp với cô, khụy gối xuống, nấp sau lưng cô, không để cho An Vĩ nhìn thấy cậu. An Vũ, em làm gì thế? Mau trường mặt ra đây cho anh hai. An, An Vũ mới đi chơi về có hơi mệt, cần phải lên phòng nghỉ ngơi rồi ạ. À. Cô run cầm cập đáp lời anh. Bây giờ trong ba sáu kế thì chạy chính là thượng sách. Không được, An Vũ em ló mặt ra đây chỉnh diện trước mặt anh. Rồi muốn làm gì thì làm An Vĩ không ngu Làm sao có thể không ngửi ra mùi bất thường cơ chứ Anh, anh hai Không còn cách nào khác Cô chỉ đành để An Vũ Trường gương mặt bị thương của mình ra Chỉnh diện trước mặt An Vĩ Nhã An, chuyện này là sao Ai đã động vào em trai tôi An Vĩ nổi điên khi nhìn thấy mặt của em trai bị sưng đỏ. Cái này là do trong lúc chơi An Vũ bất cẩn nên mới có thật là bị thương trong lúc chơi không an vĩ nhíu mày hung hăng nhìn cô nếu không vì đây vẫn còn có an vũ nữa thì anh không chắc là mình vẫn có thể giữ nổi bình tĩnh để nói chuyện với cô thế này đâu phải phải mà thấy anh hai đang khiến nhà an sợ an vũ liền kéo tay vợ của mình bỏ lên phòng ngay an vĩ cười khẩy nhìn theo bóng lưng của hai người thằng nhóc này khôn lớn rồi còn biết nói dối anh để bảo vệ vợ cơ đấy họ nỗ lực nói dối qua mặt anh nhưng lại quên mất một điều quan trọng đó là nơi họ đến chính là trung tâm thương mại của nhà anh anh mà muốn tìm hiểu chuyện này đến cùng thì vô cùng dễ dàng luôn và đương nhiên là anh muốn tìm hiểu xem là đã có chuyện gì xảy ra rồi minh trí tôi nghe nói hôm nay em trai tôi đến trung tâm thương mại mà cậu quản lý phải không hãy điều tra giúp tôi xem là khi em trai tôi ở đó đã có những chuyện gì xảy ra Vâng, có chuyện gì sao ạ? À? Ừ, là chuyện vô cùng lớn luôn đấy. Hãy điều tra giúp tôi xem là vết thương trên mặt em trai tôi từ đâu mà ra. Cậu chủ bị thương sao? Vâng vâng, tôi sẽ cho người đi xem lại camera tìm hiểu ngay ạ. À. Cúp điện thoại, anh siết chặt tay, thầm thề rằng anh sẽ không để yên cho kẻ đã cả gan dám động vào em trai của anh. Mấy hôm sau, đẹp trai quá. Sau khi sửa soạn cho cậu xong, cô không kiềm được mà cảm thán trước vẻ đẹp trai của cậu. An Vũ nghe chị nói này, lát nữa dù ai có nói gì làm gì thì em cũng hãy mặc kệ, đừng để tâm đến họ và cũng không được mạo hiểm bản thân mình bảo vệ chị nữa đâu đấy. Chị không cần em bảo vệ đâu. Vâng, An Vũ nghe xong chữ hiểu chữ không nhưng vẫn gật đầu như xã tỏi. Đi thôi nào. Nhã An dẫn An Vũ ra ngoài mà không hề hay biết ở đằng xa, có một chiếc xe sang đang âm thầm dõi theo hai người. Chỗ cậu sao rồi? Người kia đã xuất phát chưa? Cậu chủ, cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi ạ. À. Người kia đã lên xe đi được một lúc rồi. Tốt, sắp có chuyện hay để xem rồi. Người ngồi trên xe khẽ nhếch môi cười. Đây chính là cái giá phải trả cho việc dám động tay với em trai của anh. Tại nhà hàng. Wow, bánh ngọt kìa. An Vũ sáng mắt khi nhìn thấy bàn đồ ăn đầy món mà mình thích. An Vũ không được ăn nhiều quá đâu đấy. Vâng ạ. An Vũ vừa cầm miếng bánh ngọt lên, còn chưa kịp bỏ vào miệng, thì từ xa đã vang lên giọng nói chanh chua của người mà ai cũng biết là ai. Ái chà, hoa khôi nhà An của chúng ta đến rồi sao? Sao không đưa đại gia của mày đến đây cho mọi người xem mặt, mà cứ đi cùng với tên ngốc này hoài vậy? Đại gia, anh ấy chính là vị đại gia mà mày luôn muốn gặp đấy. Sao hả? Bất ngờ quá phải không? Anh ấy không những không già, không xấu như mày tưởng tượng, mà còn đẹp trai, phong độ người người thế này nữa. Mày lại nổi máu muốn tranh cướp với tao rồi, phải không? Tranh, ai mà thèm tên ngốc này chứ? Bạn trai tao sắp đến rồi, lát nữa tao sẽ cho mày mở rộng tầm mắt. Ờ, cô qua loa đáp lời cô ta. Cũng thật tò mò không biết rốt cuộc là cô ta đã ung đùi được vị tai to mặt lớn nào mà có thể ở đây phách lối đến thế. Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ. Bữa cơm này cứ tính cho tôi đi. Không lâu sau, một người đàn ông cao to tầm hơn 30 tuổi bước vào trong phòng chào hỏi mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai tôi, Thế Minh, hiện đang làm chủ tịch của một công ty bất động sản. Ồ, Thiên Mỹ, bạn trai của cậu đẹp trai quá. Về khoản bạn trai thì Thiên Mỹ hơn người nào đó cả mấy cây số chắc rồi. Mắt của bọn họ có vấn đề à? An Vũ của cô có chỗ nào thua người kia đâu chứ? Chị nhà An, có phải là An Vũ đã làm gì sai rồi phải không ạ? À? Sao An Vũ lại nói vậy? Hôm nay An Vũ ngoan thế này kia mà. Cô dịu dàng xoa đầu An Vũ, An Vĩ nói đúng, so với những ngày đầu gặp nhau thì hiện giờ An Vũ đã thay đổi rất nhiều, thông minh và hiểu chuyện hẳn ra. Người kia ánh mắt của người đàn ông kia vượt qua biển người đang bu đen bu đỏ xung quanh mình, nhìn về phía cậu. Giám đốc Vũ, không biết cậu còn nhớ tôi không ạ? À? Tôi là Thế Minh, chủ tịch của công ty bất động sản Thiên Thiên đây ạ. À? Hả? Tất cả mọi người đều không hẹn mà gặp cùng hướng mắt nhìn về phía Nhã An và An Vũ. Những tưởng khi sao kè về mặt bạn trai thì Thiên Mỹ thắng chắc rồi, nhưng thật không ngờ tình thế đảo lộn chóng mặt nhìn bạn trai của thiên mỹ khép nép khi đứng trước bạn trai của nhã an thế kia thì chắc hẳn là bạn trai của nhã an không phải là người tầm thường rồi anh có phải là anh nhận lầm người rồi không cậu ta chỉ là một tên ngốc mà thôi sao có thể làm giám đốc được cơ chứ ngốc sao em trai tôi đúng thật là một tên ngốc nhưng là tên ngốc nhà địa chủ hơn khối người có mặt ở đây đấy cũng đúng vào lúc này giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến nhã an giật nảy mình An Vĩ sao sao anh lại xuất hiện ở đây thế tôi tới hóng chuyện hả cô nhíu mày nhìn anh không hiểu anh nói thế là có ý gì cô chờ xíu đi kịch vui sắp bắt đầu rồi An Vĩ cười khẩy ngồi xuống bên cạnh cô 5, 4, 3, 2, 1 dầm kết thúc thời gian đếm ngược của anh cánh cửa phòng liền bị mở toang một người phụ nữ trông vô cùng sang trọng quý phái hầm hừ xông vào buổi tiệc còn khốn mày ăn gan hùm hay sao mà dám cướp chồng của bà đây hả sau tiếng hả là những tiếng bốp chát vang lên đầy trói tai khiến mọi người bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra vợ em bình tĩnh lại đi mà mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mọi chuyện đã rành rành thế này rồi mà anh còn bảo không phải anh xem tôi là con ngu có phải không phụ nữ khi điên lên quả thật vô cùng đáng sợ Hai tay cô ta túm tóc hai kẻ mèo mả gà đồng, khiến họ đau thì ít mà mất mặt thì nhiều. Tưởng thế nào, hóa ra là con giáp thứ 13 cướp chồng người khác, đúng là xấu hổ mà, vẫn là hoa khôi của chúng ta giỏi nhất. Tôi vừa tra Google thử rồi, chồng của hoa khôi nhìn vậy thôi chứ rất là đỉnh, là tinh anh trong giới kinh doanh đấy. Vậy sao? Những tiếng bàn tán rung rả không ngừng vang lên. Năm xưa cũng sự nhiều chuyện của bọn họ mà cô người không thù công oán với ai hết, lại bị thiên mỹ xem như kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ cô đã quá chán ghét nơi này rồi. An vũ, chúng ta về thôi. Ấy, đang vui mà sao lại về? An vĩ muốn giữ cô lại xem cho chót chuyện vui mà anh đã tạo ra. Không có bản lĩnh mà dám bắt nạt em trai của anh, cái giá phải trả này vẫn còn là rất nhẹ đấy. Anh thích thì ở lại xem đi tôi không có hứng thú với chuyện này nói rồi cô liền dẫn an vũ rời đi ơ ờ, này an vĩ không khỏi bất ngờ trước hành động này của cô lần này anh không xỉ khiến ả ta phải trả giá vì dám động vào em trai của anh mà anh còn đang chút giận thay cho nhã an nữa đáng lý ra cô phải hả hê khi nhìn thấy cảnh này chứ sao mà kỳ lạ vậy nhã an đợi tôi để tôi đưa hai người về an vĩ hớt hải đuổi theo cô trong lòng thầm nghĩ sao mà hai chị em Nhã An và Nhã Đình khác nhau thế nhỉ? Nếu là Nhã Đình khi nhìn thấy cảnh này, hẳn là nhóc con đó sẽ sảng khoái, cười như điên như dại chứ không có mặt hầm hầm như Nhã An đâu. Hai chị em nhà này đúng là khó hiểu thật chứ. Nhã An còn khốn. Nhân lúc vợ của người kia đang mất sức khi phải một mình chống chọi với cả hai người, thiên mỹ đã bùng lên, thoát khỏi bàn tay của người kia thay vì bỏ trốn thì cô ta lại nổi điên nổi khùng lao đến túng tóc nhã an chuyện này là do mày làm có phải không ta phải giết mày một tiếng động lớn vang lên khiến mọi người ai nấy đều phải bất ngờ ai mà ngờ được tên ngốc vừa bị thiên mỹ khinh rẻ khi thấy nhã an bị cô ta bắt nạt đã liều mình xông tới an vũ chỉ cần dùng một tay thôi đã đẩy được cô ta ra khiến cô ta ngã lăn ra đất người xấu không cho phép cô bắt nạt chị nhã an lúc này đây đôi mắt sắc lẹm của cậu trở nên vô cùng đáng sợ khiến người đối mắt với cậu phải lạnh sống lưng cậu dám không để cô ta vào mắt trước mặt mọi người an vũ sẵn sàng tuyên bố ai dám bắt nạt chị nhã an thì an vũ sẽ không tha cho kẻ đó chị nhã an mình về thôi nói rồi cậu rất tự nhiên nắm lấy tay cô kéo cô rời đi cả cô, cả An Vĩ đều vô cùng bất ngờ trước hành động của cậu. Vừa nãy cậu không sống thẳng ngốc mà mọi người quen biết chút nào hết. Anh có cảm tưởng như vừa nãy đứa em trai thông minh sáng dạ của anh đã quay về rồi vậy. Mấy hôm sau, dì Vương, dì pha giúp cháu một ly trà gừng với ạ. Mấy ngày liền bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Từ một trận cảm nhẹ, nay cô đã bị hành cho nằm liệt giường. Cô muốn uống thì tự đi mà pha, Tôi chỉ phục vụ cho những người trả lương cho tôi thôi. Này gì, tôi nể gì đáng tuổi mẹ tôi, nên tôi mới năm lần bảy lượt nhắm mắt làm ngơ trước những hành động quá quát của dì. Nhưng có vẻ như tôi làm thế là sai rồi. Dì không những không thức tỉnh mà càng ngày càng sai thêm sai. Quên đi thân phận của tôi và dì trong cái nhà này. Tôi nói cho dì biết nhé. Có nói gì đi chăng nữa thì ở đây tôi vẫn là vợ của An Vũ, là con dâu của cái nhà này. Mọi người không có mặt ở đây thì tôi là người có toàn quyền quyết định mọi chuyện ở đây chứ không phải là gì. Bây giờ hoặc là gì làm việc đàng hoàng, hoặc là gì dọn đồ ra khỏi đây. Nói đi, gì chọn cái nào hả? Dù đã mệt đến mức nói không ra hơi nữa, nhưng cô vẫn phải bật dậy để nói chuyện cho ra lẽ với kẻ đang dần quên mất thân phận của mình, lấn lướt bắt nạt cô còn hơn cả chủ nhà. Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi, hiền lành cái gì chứ, toàn diễn thôi. Cháu hiền chứ cháu có ngu đâu, mà để người khác đai đầu cưỡi cổ hoài Nếu gì thấy người như cháu thấp kém không xứng Để gì phục vụ Thì gia đình gì cứ việc rời đi Cháu sẽ tuyển người khác Cô, ở cái nhà này chỉ có bà chủ Mới có thể đuổi chúng tôi đi Còn cô, lại dâu lấy về Để sung hỉ như cô không có quyền đó Bà ta tức đến mức Mặt đỏ bừng bừng hầm hừ bỏ đi Bà ta đi rồi Cô mệt mỏi nằm xuống giường Rốt cuộc là cô đã làm gì sai Tại sao ai cũng xem cô như kẻ thù không đội trời chung thế? An Vũ, em không giận chị chứ? Chị đuổi những người chơi cùng với em đi mất rồi. Không giận, không giận, họ dám bắt nạt chị Nhã An, họ là người xấu, An Vũ không thèm chơi với họ nữa đâu. Cậu vừa nói vừa quan tâm đặt tay lên trán cô kiểm tra xem cô đã đỡ sốt chưa. Chị Nhã An, chúng ta đi bệnh viện đi, mẹ nói với em là có bệnh thì phải đi bệnh viện, vậy mới mau khỏi bệnh chị không sao không cần phải đi bệnh viện đâu cô cười xòa ở nơi lạnh lẽo này chỉ có mình an vũ là niềm an ủi duy nhất của cô chị nhà an chị có muốn uống nước không để an vũ lấy nước cho chị nhé không cần đâu cô mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay tối hôm đó gia đình dì vương đã bỏ đi đâu không biết còn chị xuân thì bận chuyện gia đình nên đã xin về quê ít hôm tôi đó chỉ còn mình cô và an vũ ở nhà dù rất mệt mỏi nhưng cô vẫn rời giường để chuẩn bị vài món ăn đơn giản cho an vũ khó khó chịu quá đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai thì chợt hai mắt cô tối sầm lại và rồi dầm một tiếng động lớn vang lên khiến an vũ giật bắn người chị nhã an chị bị làm sao thế chị đừng chết mà an vũ sợ hãi lay người cô liên tục nhưng cô chẳng có phản ứng gì cả Tưởng là cô đã chết nên cậu khóc như mưa Anh hai Chị Nhã An chết rồi Chết? An Vũ em điên à? Nói năng bậy bạ gì thế? Em không nói bậy Tự dưng chị Nhã An đang nấu cơm thì ngã đùng xuống đất Em có gọi sao chị ấy cũng không tỉnh lại Anh hai em không muốn chị Nhã An chết đâu An Vũ à Em làm anh sợ chết khiếp luôn đấy Em mau kêu quản gia với dì Vương đưa Nhã An vào bệnh viện đi mọi người đều đi chơi hết rồi chỉ còn mình em với chị nhã an ở nhà thôi ạ à. đi chơi ai cho phép họ rời khỏi nhà hết như vậy an vũ à em có còn nhớ đường đến bệnh viện nhỏ gần nhà mình mà anh hay dẫn em tới đó không nhớ nhớ ạ à. em mau đưa nhã an đến đó đi anh hai sẽ về liền vâng cúp máy an vĩ liếc nhìn thư ký của mình anh vội đưa sắp tài liệu mình đang cầm trên tay lại cho cậu ấy ngay hôm nay cậu hãy thay tôi chủ trì cuộc họp đi tôi phải về nhà một chuyến có chuyện gấp lắm nói rồi chẳng để cậu thư ký kịp trả lời an vĩ đã vơ vội lấy chùm chìa khóa gấp gáp chạy đi ngay chị nhà an chị không được chết em sẽ đưa chị đến chỗ của bác sĩ chắc chắn là bác sĩ sẽ có cách cứu chị cậu hấp tấp cõng cô trên vai gắng sức chạy bán sống bán chết ra ngoài vì chạy quá nhanh nên cậu chẳng kịp nhìn đường không hề phát hiện ra có hòn đá to ở gần đó. Cậu vấp chân vào hòn đá, lảo đảo người. Trước khi tiếp đất, cậu đã cố gắng hết sức biến mình trở thành miếng đệm lót của cô. An Vũ bị ngã, bị cả cơ thể cô đẻ lên. Chân cậu đã bị thương chảy máu rất nhiều. Bình thường nếu rơi vào cảnh này, hẳn là cậu đã ngồi đó khóc giống lên rồi. Nhưng hôm nay có lẽ vì lo cho cô quá, nên cậu quên cả đau, không một giọt nước mắt cậu gắng gượng đứng dậy cõng cô chạy thẳng một mạch đến bệnh viện an vũ trên vai cậu cô lờ mở tỉnh lại cô mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không có đủ sức để cất thành lời hai mắt cô nặng trĩu chẳng mấy chốc đã nhắm nghiền lại bác sĩ bác sĩ cứu chị nhã an với ôi trời cậu an vũ cả bác sĩ và y tá ai nấy đều vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy cậu chân tay bầm sập trên lưng thì còn đang cõng theo một người phụ nữ. Cứu, cứu người. Người đâu? Mau đẩy băng ca ra đây. Nhờ có sự nỗ lực của cậu mà nhà An đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Hai tiếng sau, tại sảnh bệnh viện, ba người còn đến đây làm gì? An Vĩ ngồi vắt chéo chân hầm hầm nhìn một nhà ba người nhà dì Vương. Cậu, cậu chủ, chúng chúng tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra thế này mà cũng tại cô ta hết. Nếu cô ta không đuổi tôi thì tôi đâu có. Bà nói đủ chưa? Tại sao nhà An lại tức giận đến mức muốn đuổi bà đi? Bà tưởng tôi không biết chắc. Nhà tôi có gắn camera đấy. Những lời bà nói đã được ghi lại vô cùng đầy đủ luôn đấy. Cậu chủ tôi... Bà ta bị anh nói cho á khẩu. Nào còn dáng vẻ ngạo mạn khi nói chuyện với nhã An. Giờ đây bà ta khúm núm, run sợ trước anh. Sao? Đến bây giờ các người vẫn còn ấm ức vì mỡ treo miệng mèo rồi mà còn để vụt mất sao? Hóa ra người được sinh ra vào ngày rằm trăng sáng. 20 năm về trước không chỉ có Nhã An mà còn có con gái của dì Vương nữa. Tìm đâu được cơ hội đổi đời tốt như vậy nên ngay lúc cô còn đang do dự thì dì Vương đã đem con gái của dì đến. Nhưng tiếc cho cô ta là không phải ai sinh vào ngày rằm trăng sáng cũng thích hợp để làm vợ của An Vũ. Tuy con gái của bà ta cũng sinh vào ngày rằm trăng sáng nhưng lại sinh vào giờ xấu và tướng mạo của con gái bà ta không có số vượng phu như Nhã An. Tóm lại, Nhã An vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vụt mất cơ hội đổi đời một cách đầy tiếc nuối như thế, làm sao bà ta không cay cho được? Đó chính là lý do tại sao một nhà ba người nhà bà ta lúc nào cũng chèn ép bắt nạt Nhã An. Cậu chủ, chúng tôi biết sai rồi, xin cậu tha cho chúng tôi lần này, bị anh vạch trần hết những bí mật, gia đình họ sợ hãi vội quỳ thụp xuống đất, cầu xin anh bỏ qua cho họ. "Tha, lần trước tôi đã nhắc nhở các người một lần rồi, mà các người lại vì sự ghen tị mù quáng của bản thân, ngay tai này lọt tai kia. Nếu bây giờ tôi tha cho các người thêm một lần nữa, thì có chắc là các người sẽ sửa đổi không?" "Sửa, chúng tôi nhất định sẽ sửa đổi mà." "Các người muốn sửa, nhưng tôi thì không muốn cho các người cơ hội sửa nữa rồi." có điên mới đi dùng một kẻ không xem chủ của mình ra gì hết. Mặc họ khóc lóc van xin đến thế, thế nào đi chăng nữa, anh cũng mặc kệ, quyết đuổi họ ra khỏi nhà cho bằng được. Cậu chủ, chúng tôi đã làm việc cho nhà cậu hơn chục năm trời, không có công lao thì cũng có khổ lao. Xin cậu rộng lòng suy nghĩ lại, đừng vì một người được đưa về làm dâu sung hỉ mà đối xử với chúng tôi như vậy. Đấy, các người nói như thế thì ai mà tha cho các người được, các người muốn chơi bài tình cảm thì các người đi tìm mẹ tôi mà làm chứ còn tôi ấy hả một khi đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi à mà nhắc nhở các người một chút hôm nay trên đường đưa nhã an đến đây em trai tôi đã bị thương đấy nếu để mẹ tôi biết được chuyện này thì sẽ có hậu quả gì hẳn là các người cũng biết mà nhỉ an vĩ hất cằm đầy chán ghét đến cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn bọn họ lấy một cái nếu bây giờ các người ngoan ngoãn im lặng thu dọn đồ đạc thì tôi sẽ xem như không có chuyện gì hết. Còn nếu các người vẫn cố chấp bám víu thì sau này các người đừng mong được sống yên với tôi. Cậu chủ, cô ta đáng để cậu đối xử với chúng tôi như vậy sao? Ừ, đáng, rất đáng luôn đấy. Câu trả lời của anh khiến bọn họ á khẩu không thể làm gì hơn ngoài lặng lặng rời đi. Chú, cảm ơn chú nhiều nhé, nhã đình nấp ở một góc gần đó đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa anh với những người kia. đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cảm kích người đàn ông này. có thể nhìn ra chú ấy không phải là người xấu. chú ấy đối xử với chị gái cô rất tốt. không có gì, tôi làm những chuyện này không phải vì chị em cô, tôi là sợ sau này nhà tôi lại mang tiếng oan là hành hại chị gái cô, nên tôi mới làm vậy thôi. nói rồi anh liền rời đi. Nhã Đình chẳng ngốc đến mức không nhận ra đâu là nói dối, đâu là nói thật. Cô đã có một cái nhìn khác về anh, đầy thiện cảm hơn. Cô khó nhọc mở mắt dậy. Khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô chính là bốn bức tường trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Mình đang ở nhà kia mà, sao bây giờ lại ở đây vậy nhỉ? À, là An Vũ, là cậu ấy đã đưa mình đến đây. Cô bừng tỉnh và nhớ ra hình ảnh cuối cùng trong mắt mình chính là hình ảnh An Vũ cõng cô hớt hải chạy giữa trời đông bút giá. Cô tỉnh rồi à? Cửa phòng bệnh được mở ra. An Vĩ xách theo một hộp cháo nóng hôi hồi đi vào trong phòng bệnh của cô. Tôi vừa mới đưa An Vũ về rồi. Vâng. Vừa nãy thằng bé đã làm loạn cả bệnh viện lên đòi ở lại đây chăm sóc cô đấy. Tội cho An Vũ thật vừa nãy cậu ấy vừa khóc nháo một trận long trời lở đất trong bệnh viện vì mãi mà không thấy cô tỉnh lại cậu nhất quyết không chịu rời cô nửa bước sợ cậu mệt an vĩ đã phải kiên nhẫn thuyết phục an vũ rất lâu cậu ấy mới chịu về nhà nghỉ ngơi rồi sáng sớm ngày mai anh sẽ lại đưa cậu lên đây với cô chắc cô cũng đói rồi phải không ăn chút cháo nhé an vĩ cẩn thận đổ cháo ra bát rồi đưa đến trước mặt cô sao anh biết tôi đã tỉnh lại mà mang cháo đến thế cháo này là an vũ mua cho cô đấy thằng bé nói là từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì hết hẳn là cô bị đói quá nên mới không tỉnh lại được vậy nên lúc tôi đưa thằng bé về thằng bé một hai bắt tôi phải dừng xe lại ven đường mua hai bịch cháo này mang lên bệnh viện cho cô em trai tôi ngốc nghếch vậy đấy cô không thấy phiền chứ an vũ đối xử với tôi tốt như thế sao tôi có thể cảm thấy anh ấy phiền được chứ một tia cảm động dâng lên trong lòng cô khi biết được những việc mà chàng trai ngốc đó đã làm cho mình. Lúc cõng tôi đến bệnh viện, An Vũ đã bị ngã, cậu ấy không sao chứ. Thằng bé vì cô mà đã phải khâu ba mũi đấy. Lúc anh đến bệnh viện, bác sĩ có nói là so với tình trạng bệnh của cô thì An Vũ còn bị thương nặng hơn cả cô nữa. Lúc anh đến nơi anh thật sự rất sốc, thằng em hàng ngày mít ướt của anh nay bị thương nặng thế mà không rơi lấy một giọt nước mắt, vẫn căng thẳng ngồi bên cạnh cô không dám rời nửa bước. Trong một vài khoảnh khắc anh có cảm tưởng như đứa em trai của anh đã trở lại bình thường rồi. Nhã An, tôi có thể hỏi cô một câu hỏi có hơi kỳ quái được không? Vâng, có gì anh cứ nói đi ạ. À? Ừ, thì Nhã An à, nếu không xét về khía cạnh điều kiện của gia đình tôi nữa thì liệu cô có còn muốn ở bên cạnh em trai tôi nữa không? Dạ Câu hỏi của anh khiến cô sững người im phăng phát Một lúc sau vẫn chẳng thể cất lời Câu hỏi của tôi kỳ cục quá phải không? Thôi bỏ đi, cô nghỉ ngơi đi Anh xua tay quay người toan rời đi Bỗng một giọng nói cất lên khiến bước chân của anh dừng lại Có thể Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng cô rẻ rặt đưa ra câu trả lời Nói sao ta? hiện tại tôi cũng không biết tôi đối với anh ấy là thứ xúc cảm gì tôi chỉ biết là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi vẫn rất sẵn lòng ở bên cạnh chăm sóc anh ấy đến hết đời ờ cảm ơn cô vì đã trả lời câu hỏi của tôi anh nhếch môi cười đầy hài lòng rồi sau đó liền quay người rời đi để cô có không gian riêng tư mà nghỉ ngơi sáng hôm sau sự đúng lời hứa của mình Mới sáng An Vĩ đã đưa em trai đến phòng bệnh của cô. Đau không? Không đau. An Vũ là thanh niên trai tráng. Vết thương nhỏ này có là gì đâu. Nghe cậu nói thế cô không nhịn được mà phỉ cười. Ai dạy em nói những lời này thế? Là Nhã Đình ạ. Còn nhóc đó suốt ngày dạy cho người khác ba cái thứ tào lao gì không? Miệng mắng nhưng trên môi An Vĩ không xấu được ý cười khi nhắc đến Nhã Đình. Chị hai, em có mang đồ ăn sáng lên cho chị này vừa nhắc đến nhã đình nhã đình liền xuất hiện ơ ờ, sao mới sáng sớm mà phòng bệnh của chị đã đông đủ thế này rồi an vũ anh tới sớm vậy chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ anh ăn cháo cùng với chị hai luôn nhé vừa nói nhã đình vừa lấy hai hộp cháo từ trong túi ra đổ vào bát đưa cho vợ chồng anh chị hai nhã đình tôi cũng chưa ăn sáng ừ căng tin bệnh viện có bán đồ ăn sáng đó cháo này không có phần của tôi sao? Không, chú chê đồ ăn tôi nấu mà, bây giờ còn đòi hỏi gì nữa? Nhã Đình nói đúng quá, An vĩ làm sao cãi lại được, đúng là cách miệng hại cái thân mà. Không nói chuyện với mọi người nữa, em sắp trễ học rồi, tạm biệt mọi người. Này, có cần ta đưa nhóc đi học không? Không cần đâu, xe của chú bắt mắt quá, tôi mà bước xuống từ xe của chú là kiểu gì cũng dính thị phi cho coi. Tạm biệt tạm biệt mọi người nhã đình đến nhanh mà đi cũng rất nhanh nữa thôi tôi cũng đi làm đây nối gót nhã đình an vĩ cũng rời đi ngay sau đó chị nhã an chị có còn mệt không chị khỏe rồi chuyện hôm qua cảm ơn an vũ nhiều nhé không có gì hết an vũ là chồng an vũ có trách nhiệm phải chăm sóc chị nhã an thật tốt sau này chị nhã an phải nghe lời an vũ có bệnh là phải đi gặp bác sĩ Ừ sau này chị sẽ nghe lời An Vũ Nhã An phì cười Tùy An Vũ không được hoàn hảo Nhưng cậu vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô Cốc 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 Nghĩa Không biết Nghĩa được tin cô nhập viện từ ai Mà có vẻ như cậu ta đã lái xe suốt cả đêm để đến được đây Nhã An em không sao chứ Em không sao Chỉ là bị cảm một xíu thôi Ôm đến mức nhập viện luôn mà còn bảo là không sao Nghĩa đau lòng Cậu đưa tay lên muốn chạm vào cô Nhưng đã bị cô né tránh Chồng của em vẫn còn đang ở đây Chữ chồng mà cô nói ra nhẹ lắm Nhưng nó lại như con dao găm Găm vào tim Nghĩa Nhã An Em thực sự không muốn cao chạy xa bay cùng anh sao Em xin lỗi em còn có gia đình Em không thể nào bỏ lại gia đình Mà đi cùng anh được Chị Nhã An Chị tính đi đâu sao Chị cho An Vũ theo với loáng thoáng nghe được câu chuyện của hai người an vũ sợ cô sẽ bỏ cậu lại nên nắm tay cô cứng ngắc đòi đi theo cùng an vũ chị ở đây sẽ không đi đâu hết cô xoa đầu cậu dịu dàng chấn an cậu nhã an em cam lòng ở bên cậu ta đến hết đời sao anh ấy đối xử với em rất tốt nhã an à nghĩa dần trở nên mất bình tĩnh anh ta gằn giọng giận dữ nhìn cô nghĩa bây giờ anh đã có tất cả trong tay trở thành người đàn ông được vô số phụ nữ mến mộ rồi anh hãy đi tìm người khác đi đừng đợi em nữa nhã an à có bao giờ em nghĩ cho anh dù chỉ một chút chưa anh yêu em nhiều đến nhường nào không lẽ em không nhận ra sao nếu buông bỏ em dễ như lời em nói thì anh đã chẳng việc gì phải ép mình trở thành dáng vẻ này rồi sau này nếu em có suy nghĩ lại thì hãy gọi cho anh nhé cũng biết bây giờ mình có làm căng thì cũng chẳng được gì, có khi lại gây ra phản ứng ngược, vậy nên Nghĩa chỉ đành ôm theo cục tức rời đi. An Vũ, em ra ngoài rót cho anh một cốc nước được không? Dù dù thế nào mà An Vĩ lại để quên tài liệu, lúc anh quay lại thì vừa hay nghe được toàn bộ cuộc cãi vã giữa anh và Nghĩa. Vâng, để An Vũ đi rót nước cho anh hai ạ. À. Chị Nhã An, chị có muốn uống nước không? Chị không cần đâu. Vâng. An Vũ rời đi, An Vĩ húng hắng ho hai tiếng, rồi sau đó nghiêm túc mặt đối mặt với cô. "Nhã An, tôi biết việc gắn bó với một người như em trai tôi đến hết đời là một việc vô cùng khó khăn, vậy nên nếu cô muốn rời đi thì cô cứ nói với tôi, tôi có thể giúp cô chuyện này được." Anh chẳng tin vào những lời bói toán linh tinh, vậy nên anh chưa bao giờ có ý định trói chân cô ở nơi này vĩnh viễn cả cảm ơn ý tốt của anh Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định rời đi khi An Vũ chưa bình phục Nhà An, không lẽ cô cũng tin lời ông thầy bói kia nói là thật sao? Bác sĩ đã nói rồi, khả năng em trai của tôi có thể bình thường trở lại Chỉ có tầm khoảng 20% mà thôi Cô chấp nhận từ bỏ tình yêu của đời mình Để ở bên trai em tôi đến hết đời sao? Vâng An Vũ đã đối xử với cô rất tốt Vậy nên cô không thể lấy oán báo ơn bỏ rơi cậu ấy trong lúc cậu ấy đang cần cô nhất được anh hai nước của anh này cũng vào đúng lúc này an vũ đã rót nước xong và mang vào cho anh em đưa cho cô ấy uống đi anh phải quay về công ty rồi cầm lấy sắp tài liệu mình để quên trên bàn an vĩ hài lòng rời đi kêu rót nước rồi lại không uống anh hai kỳ cục quá an vũ được rồi em mau ngồi xuống đi em vẫn còn đang bị thương đó vâng ạ à đúng là chỉ có chị Nhã An là thương An Vũ nhất. An Vũ vừa nói vừa cọ cọ người vào vai cô, y như một con mèo nhỏ. Trông cậu đáng yêu thế này, cô không nhịn được mà phì cười. Nếu cuộc đời cứ bình yên thế này thì ở bên An Vũ đến hết đời cũng là một lựa chọn tốt đấy chứ. Một năm sau. "Bác sĩ, tình trạng của con trai tôi sao rồi? Có thể bình phục được không?" Tình trạng của cậu ấy đúng là đã có phần khả quan hơn trước rồi. Nhưng về chuyện có thể hồi phục lại hay không thì vẫn còn khó nói lắm. Câu trả lời của bác sĩ khiến bà ấy mặt mũi xa sầm lại, hầm hư nhìn về phía Nhã An. Bà đã làm đúng theo lời thầy bói nói rồi. Nhưng tại sao tình trạng bệnh của con trai bà vẫn không có chút tiến triển nào thế? Mẹ à, đến bây giờ mẹ vẫn còn tin vào ba lời bói toán tào lao đó sao? Nếu lấy vợ mà hết bệnh được thì người ta đã đua nhau đi lấy vợ rồi. Nhưng mẹ cũng nên mừng đi. Ít ra nhờ ông thầy bói rổm đó mà An Vũ đã tìm được một người vợ tốt chăm lo cho thằng bé từng ly từng tí một. Mẹ không cần, vợ tốt ở đâu chẳng có. Chẳng đáng để mẹ phải bỏ một cái giá đắt như thế để cưới về. Cái mẹ cần là một đứa con khỏe mạnh. An Vũ chán trường thở hát ra một hơi bất lực trước sự cố chấp của mẹ. Chị Nhã An như nghe hiểu được những điều mọi người đang nói An Vũ níu lấy một góc áo của cô mặt buồn thiêu đừng buồn An Vũ đã làm rất tốt rồi mà cô cười hiền chân an cậu cô sớm đã chẳng còn để ý đến việc cậu có thể bình phục hay không nữa rồi nếu cậu bình phục thì tốt thôi hai người sẽ được quay về quỹ đạo vốn có cậu sẽ trở về là một giám đốc tài giỏi còn cô sẽ có được một cuộc sống tự do như cô mong muốn còn nếu cậu không bình phục thì cũng không sao cả hai người sẽ nương tựa vào nhau cả đời vậy thôi vâng mẹ của cậu còn phải ra sân bay bay đi công tác nên đã lên một chiếc xe khác bây giờ trong xe của an vĩ chỉ còn lại anh nhã an và an vũ bữa tiệc ngày mai cô có tới tham dự không có chứ phải đến chúc mừng anh ấy chứ Cô có hối hận không? Nếu lúc đó cô lựa chọn bỏ lại mọi thứ để chạy theo nghĩa, thì có lẽ cuộc sống hiện tại của cô đã khác, tiền tài và tình yêu đều có đủ. Không hối hận, nếu như vì tình yêu của tôi mà cả nhà tôi phải sống trong sự bất hạnh, thì cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào vui nổi. Chúng tôi đều đang có một cuộc sống tốt, chỉ là không có nhau mà thôi. Nói đến những câu cuối, khóe môi của cô khẽ nhếch lên một nụ cười đầy chua chát nói không buồn khi phải buông tay mối tình đầu ngây ngô của mình vì lý do gia đình là nói dối dẫu vậy cô vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại an vũ tới nhà rồi vâng cô chủ động nắm tay an vũ cùng anh trở về nhà ngày mai tôi sẽ đến đón hai người vâng cảm ơn anh nhiều ạ à. tối hôm đó chị nhà an an vũ muốn ngủ cùng với chị 10 giờ đêm, An Vũ ôm chăn gối lù lù xuất hiện trước cửa phòng cô. "Ừ, An Vũ vào đây đi." Việc An Vũ ngủ ở lại phòng cô không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa rồi. Ban đầu đúng là cô cảm thấy có hơi ngại thật, nhưng giết rồi cô cũng thấy bình thường, bởi vì một người đàn ông với trí não như trẻ lên ba như cậu thì có thể làm gì cô được chứ. "Vâng ạ." À. An Vũ mỉm cười đầy rạng rỡ vui mừng leo lên giường nằm cùng cô. Chị Nhã An. Sao thế? An Vũ muốn chị kể chuyện cho nghe sao? Không phải. An Vũ gối đầu lên chân cô lắc đầu ngoài ngoài. Thế sao em không ngủ đi mà cứ lăn lộn trên giường hoài thế? Chị Nhã An, chúng ta động phòng đi. Gì? Động? Động phòng? Cô hoảng hốt hét toáng lên khi nghe nói là cậu muốn động phòng với mình an vũ em có biết động phòng có nghĩa là gì không biết động phòng có nghĩa là hai người nam và nữ sẽ ngủ trên cùng một chiếc giường sau đó hôn hôn rồi sau đó sẽ có một em bé kháu khỉnh cùng chơi với an vũ cô khẽ thở hắt ra một hơi bất lực nhìn cậu ai đã nói điều này với em thế là mẹ mẹ nói là nếu an vũ muốn có bạn chơi cùng thì phải động phòng với chị nhã an hẳn là mẹ của anh cũng đã dần mất niềm tin vào việc một ngày nào đó anh sẽ trở lại bình thường rồi nên mới muốn anh cùng với cô sinh một đứa bé để có một sợi dây liên kết hai người lại với nhau Chị nhã An chúng ta độc phòng đi An Vũ muốn có em bé chơi cùng An Vũ à chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu Là sao ạ à? An Vũ dường đôi mắt to tròn ngây thơ vô số tội của mình nhìn cô, khiến lòng cô dối như tơ vỏ không biết phải nói làm sao cho cậu hiểu đây nữa an vũ không muốn chơi cùng với chị nữa hay sao mà lại đòi có em bé để chơi cùng thế an vũ muốn chơi cùng với chị nhã an chứ nhưng mà không phải ba người cùng chơi sẽ vui hơn hai người sao ừ nhưng mà nếu như chúng ta có em bé thì chị sẽ bận rộn chăm sóc cho em bé sẽ không còn nhiều thời gian để chơi cùng với an vũ nữa đâu và phải rất lâu sau em bé mới lớn lên chưa cùng an vũ được từ giờ đến lúc đó an vũ có thể tự chơi một mình được không bao lâu thì em bé sẽ lớn ạ à? an vũ ngây thơ đặt ra những câu hỏi khiến cô không thể không phỉ cười sẽ rất là lâu luôn đó vậy thôi an vũ không thích em bé nữa an vũ không muốn nhường chị nhà an cho em bé đâu an vũ bĩu môi gặt phăng ý định động phòng để có em bé ra khỏi đầu không nói đến chuyện đó nữa an vũ mau nhắm mắt lại ngủ đi trễ rồi vâng ạ an vũ ngoan ngoãn nghe lời cô nhắm mắt lại ngủ đến lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi may là an vũ dễ dụ không thì sẽ có chuyện không hay xảy ra mất sau này mình cẩn thận hơn mới được biết rõ là mẹ của anh sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện này vậy nên nhã an đã tự nhủ trong lòng sau này cần phải đề cao cảnh giác thật cẩn thận mỗi khi cô và An Vũ ở chung với nhau. Sáng hôm sau, cốc cốc cốc, ai lại đến đây giờ này thế không biết. Mới sáng sớm đã có người đến gõ cửa, nhã An lười nhác lùng cùng ngồi dậy bước ra ngoài. Hai người là... Dạ, tôi là chuyên viên trang điểm, còn kia là stylist do cậu An Vĩ thuê về để giúp cô nhã An đây, sửa soạn chuẩn bị đi dự tiệc ạ. À? Hả? Cô còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị hai người kéo đi lựa chọn trang phục và tông make up cho phù hợp tin người ta đã đến nhà từ lúc nào rồi mà giờ An Vĩ mới nhắn tin báo cô phải sửa soạn cho thật đẹp vào tuyệt đối không được để gia đình anh phải mất mặt trước mọi người wow chị Nhã An hôm nay chị đẹp quá mòn mỏi đợi chờ hơn 3 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cô cũng đã sửa soạn xong đẹp thật sao vâng đẹp lắm luôn đấy ạ à hai mắt An Vũ sáng rỡ chăm chú nhìn cô làm cô ngượng chín mặt cậu An Vũ bây giờ thì tới lượt cậu ạ à. An Vũ cũng được trang điểm nữa sao vâng thích quá An Vũ thích thú leo lên ghế ngồi ngay vốn An Vũ đã đẹp trai sẵn rồi nên chỉ sửa soạn một xíu thôi là đã vô cùng hoàn mỹ hai người quả đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ thật sự là vô cùng xứng đôi luôn đấy ạ à. Hai cô gái kia cứ tấm tắc khen hai người Làm cô ngại lắm luôn Hai người cứ nói quá Để chúng tôi chụp cho hai người Một tấm ảnh kỷ niệm nhé Ừ cảm ơn hai người nhiều Vậy hai người xích lại gần nhau đi Ờ à, Cô bước đến bên cạnh cậu Khoác vai cậu Nào một hai ba Hai người mỉm cười đầy rạng rỡ nhìn nhau Sau hơn một năm kết hôn thì hai người cũng có một bức hình chụp chung đầu tiên. Xong chưa thế? Hai người vừa chụp hình xong thì An Vĩ cũng tới. Do là trước đó An Vĩ cũng có chút quen biết với bà của Nghĩa, nên anh cũng được mời đến tham dự buổi lễ nhận chức của Nghĩa. Nhìn nhã ăn một lượt từ đầu tới chân, An Vĩ khá là hài lòng. Đi gặp tỉnh cũ thì phải vậy chứ. Hôm nay hai cô làm tốt lắm, lát nữa sẽ có thưởng cho hai cô. Vâng, Cảm ơn Phó Chủ tịch nhiều ạ. À. Hai cô gái không khỏi xít xoa trước độ hào phóng của An Vĩ. Đi thôi. Vâng. Bình thường An Vĩ chẳng để ý đến những thứ hào nháng bên ngoài đâu. Nhưng bởi vì hôm nay ba người đến sự tiệc của tỉnh cũ của cô nên An Vĩ quyết hơn thua tới cùng. Hôm nay anh đã lái chiếc đồn roi xì đắt đỏ của mẹ đến hộ tống hai người đi tham sự tiệc nhận trước. An Vũ, lát nữa em phải ngoan ngoãn nghe chưa? đừng để anh mất mặt. Vâng ạ. À, An Vũ không hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, vẫn ngây thơ gật đầu, dạ dạ vâng vâng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Qua đêm với trầm khờ của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thành Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.